Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn đã quay trở lại với channel của Tech và em là Thắng Vũ Ở Trong video ngày nay thì em Thắng Vũ xin bạn phép gửi đến tất cả quý vị các bạn một dòng sản phẩm ống nhò mini một mắt Đây là một dòng ống nhò mini một mắt bé nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay có một cái mức giá thành cực kỳ là hợp lý cho quý vị các bạn và đây là một dòng sản phẩm bên em đã tìm hiểu và nó công trực lượng cũng như là một cái giá thành rất là phù hợp với túi tiền của người dân Việt Nam À, về đánh giá qua về nói qua về cái công ty sản xuất ống nhòm này thì bên em thì luôn luôn tìm những cái sản phẩm có một chất lượng nhất định có chất lượng tốt và có một cái giá thành hợp lý cho quý vị các bạn và à, trong quá trình tìm hiểu thì bên em đã tìm ra một sản phẩm đó chính là ống nhòm Sanco đây là một công ty à, về ống nhòm thiết bị quang học cực kỳ nổi tiếng bên Trung Quốc và đây là một công ty đã được bảo hộ bên Trung Quốc quý vị các bạn ở đây ví dụ như các bạn ạ Uh, sanco quý vị có thể thấy rồi đây đây là một công ty đã được bảo hộ thương hiệu bên trung quốc và với một cái chất lượng uh, cực kỳ là tốt thì quý vị các bạn này thấy, thấy đây người ta đã làm thì cực kỳ là chắc chắn với cái uh, mã qr đây quý vị các bạn quý vị có thể thấy, thấy đây có một cái mã qr cũng như là một cái thiết kế cực kỳ là chắc chắn và đẹp mắt À, với những cái mẫu nhòm ở thị trường Việt Nam hiện nay thì đa số là hàng trôi nổi và nó không có cái nguồn gốc xuất xứ à, biết là những mẫu nhòm Trung Quốc rồi nhưng mà nó sẽ không có cái nguồn gốc xuất xứ và đây là một sản phẩm chính hãng từ công ty Sandco đây là một sản phẩm công ty nên các vị các bạn yên tâm khi mua sản phẩm và không để quý vị chờ lâu nữa thì chúng ta sẽ cùng đi khám phá bên trong sản bộ sản phẩm này có những cái gì À, mở chiếc hộp này ra thì chúng ta có thể thấy đây là một bộ sản phẩm để nó có không khá là đầy đủ những cái bộ phận cũng như là những cái phụ kiện đi theo kèm à, đầu tiên thì chúng ta phải nói đến một cái tờ giấy hướng dẫn thì đây là một tờ giấy hướng dẫn nó không có quá nhiều những cái gì điểm gì đặc biệt đây là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh và à, nó làm được khá là giấy nó làm được khá là chắc chắn và độ bóng rất là tốt à, bên cạnh đó thì quý vị các bạn có thể thấy đây là một khăn lau. Đây là một chiếc khăn lau để đảm bảo cho quý vị các bạn muốn đi mưa hay là uh, trong quá trình sử dụng mà bụi bám vào ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng chiếc khăn này để lau chùi những cái bụi bẩn. Và em lưu ý cho tất cả quý vị các bạn khi uh, chúng ta làm mất chiếc khăn này thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại vải mềm, tránh sử dụng những cái loại vải có độ ma sát cao làm xước mắt ống nhỏ. Uh, với cái đó thì chúng ta có thể thấy đây là một uh, túi đút đây là một chiếc ống nhỏ mini nó có cái có một cái túi rút khá là xinh khá xinh và chắc chắn với uh, làm hoàn toàn bằng vải nhung thì cái loại đây nó sẽ nằm hoàn toàn được làm bằng vải nhung và uh, với cái kích thước của mấy ống nhỏ mini này thì nó sẽ sử dụng một cái túi khá là nhỏ gọn để mình sẽ để cho nó vào tay khá là nhỏ gọn và một cái túi rút khá là chắc chắn đây các bạn có thể thấy và đây chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay em ống nhòm săn 12 x 25 và trùng nhìn 96 m trên 1000 m. Đánh giá qua về cái thiết kế bên ngoài của em ống nhòm này, khi chúng ta cầm sản phẩm thì trước tiên đó là sự nhỏ gọn. Với cái chiều dài của em ống nhòm này đâu đó thì em ấm tầm khoảng 12 đến 13 cm cùng với cái cái đường chu vi cái đường kính cái đường kính vật kính của em bóng nhòm này thì nó đây đó nó, nó chính xác là 25 mm. À, đấy quý vị các bạn thấy mình em để trong lòng bàn tay cực kỳ là nhỏ gọn với sử dụng một em bóng nhỏ một mắt à, và à, tiếp tục là bên ngoài của nó thì nó được bọc hoàn toàn bằng cao su quý vị của người thấy đây nó bọc hoàn toàn bằng cao su này sẽ có một cái lớp sần để chúng ta cầm vào sẽ rất là chắc tay đây quý vị ở đây này. nó thiết kế những cái mô nhô nháp này nhô nhô này thì chúng ta có thể cầm cực kỳ là chắc tay à, Đối với ép bóng nhôm này thì nó sẽ ngoài việc bọc hoàn toàn bên ngoài bằng cao su thì việc lấy nét của em ống nhòm này thì cực kỳ đơn giản nó thiết kế một cái vòng xoay ở bên trên mắt thị kính với việc lấy nét thì với em này thì cực kỳ là nhanh và chính xác đây quý vị các bạn thấy đây ở giữa nó sẽ có một cái mũi tên và nó sẽ chia làm hai bên dấu cộng dấu trừ và ở giữa trung tâm nó sẽ có một chấm này với một cái kích thước nhỏ gọn này thì quý vị các bạn này có thể mua về để làm quà sinh nhật cũng như là quà khích lệ tinh thần cho các bé. Các ví dụ các bé nào muốn mua một chiếc ống nhòm nhỏ gọn giá này và có độ bền cũng như độ sáng nét cao thì cũng chúng ta có thể mua về làm quà cho các bé. Hoặc là quý vị các bạn nào muốn mua về để uh, chúng ta có thể đi du lịch thì đây chắc chắn là một cái mẫu ống nhỏ mini có chất lượng cao. Chúng ta cần uh, chúng ta cần săn đón là thời gian vừa qua thì chúng ta có thể sử dụng em ống nhòm này. À, tiếp tục là về cái phần thị kính cũng như chất lượng kính của em ống nhòm này em ống nhòm này thì sử dụng chất liệu kính là BK4 và đối với công ty Sanco này thì em đánh giá rất là cao về cái chất lượng kính của em ống nhòm này ống nhòm này thì được sử dụng hoàn toàn bằng lăng kính bka 4 đây là một năng kính có cái độ sắc nét công suất uh, cực kỳ là tốt ví dụ như quý vị nào nào đã từng sử dụng ống nhòm rồi thì đã biết là với cái, cái hệ năng kính BK4 thì chúng ta sẽ không chê vào được với cái chất lượng ảnh một chiếc ống trong giá rẻ mà sử dụng năng kính BK4 thì quý vị các bạn uh, còn chờ gì nữa mà không uh, nhanh tay đặt hàng đến Shop Tech. Hiện tại sản phẩm này đang được uh, phân phối với số lượng không quá nhiều. Quý vị nào có nhu cầu mua hàng thì hãy liên hệ uh, trực tiếp tới hotline 0958 862 059 để được hỗ trợ và tư vấn. Uh, các bạn nào thấy hay đừng quên nhấn like, share, subscribe kênh YouTube Shop Tech để bên em có động lực thêm những cái sản phẩm tốt giá rẻ ở thị trường cũng như là sản phẩm chất lượng công hàng công ty nên là quý vị các bạn cứ yên tâm là bên em luôn luôn tìm những cái sản phẩm có cái độ chất có chất lượng tốt gửi đến quý vị các bác à, còn bây giờ em xin phép được chào quý vị các bạn à, hẹn tất cả quý vị các bạn trong các video tiếp theo.